mượn tiền và đòi nợ. Những người mượn tiền theo cách cố đấm ăn xôi như kêu nghèo kể khổ, nói ngon nói ngọt, bu bám kỳ nghèo. Để mượn cho bằng được thì 99% họ sẽ không bao giờ trả, chỉ còn lại 1% nếu mình có đòi được thì cũng bị bầm dập. Trầy vi chóc vảy, lên bờ xuống ruộng với họ, rồi còn bị sứt mẻ tình cảm, mất bạn mất bè, mất người thân quen. Có thể nói những người khi mượn tiền càng nhiệt tình bao nhiêu thì khi trả nợ họ càng tuyệt tình bấy nhiêu. Cho nên đời sống trần gian người không có tiền đã khổ mà người có tiền cũng khổ không kém. Ông bà ta có câu, thà mất lòng trước mà được lòng sau. Tức là chấp nhận mất lòng trước, không cho mượn, nhưng sau này không bị làm ơn mắc oán, tiền mất tật mang, bị người ta lấy ân báo oán, mất cả chỉ lẫn trải. Mượn tiền khổ một thì đòi nợ khổ gấp 10 gấp trăm. Vậy ai mượn tiền phải mượn tiền trong danh dự và phải trả tiền trong danh dự để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Phật dạy biết cái người đó mượn trả thì mình cho mượn, mà mượn mà không trả nhất định là không có cho mượn. Vậy cụ thể chúng ta sẽ xử thế như thế nào để đỡ khổ cho mình cho người? Xin nêu ra 5 điều cho người mượn tiền và 10 điều cho người bị mượn tiền, người cho mượn tiền nên nhớ để áp dụng. 5 điều cho người mượn tiền. 1. Phải xác định mình đi mượn tiền thì phải luôn canh cánh trong lòng trách nhiệm phải trả nợ, mượn được trả được, phải cố gắng nỗ lực kiếm tiền trả nợ trước hạn, đúng hạn. 2 mượn tiền để giải quyết việc ngặt chứ không mượn để giải quyết nghèo, có làm thì mới có ăn, chứ không nên đi xin, ăn quỵt. 3. Khi mượn tiền phải cam kết thời hạn trả nợ cụ thể, một buổi, một ngày, một tuần, một tháng, một năm chứ không nói kiểu lấp lửng như thời gian nữa có tiền sẽ trả. 4. Xác định đối tượng mình mượn tiền là chỗ thân quen, chỗ bà con hay chỗ làm ăn với mình nhất mà khả năng mình mượn được thì mới mượn cho đỡ làm phiền người ta và không bị mất mặt khi người ta từ chối. 5 khi người cho mượn cần tiền và đòi nợ thì phải tìm mọi cách để trả như bán đồ vật, đất đai, nhà cửa để trả. Khi đến hạn trả nợ thì phải chủ động trả, nếu chưa trả được thì phải liên hệ trần tình khó khăn xin khất nợ, nhưng không nên khất quá tam ba bận, nếu mình khánh kiệt. Phá sản không còn khả năng trả nợ thì phải cầu xin xóa nợ chứ không nên lẩn trốn, hay khi người ta tìm gặp mặt thì nổi sân si lên gây gổ để lấy cớ quyệt nợ theo kiểu bần cùng sinh đạo tặc. 10 điều cho người bị mượn tiền, người cho mượn tiền. 1. Những người đã mượn trước đây không trả thì không nên cho mượn nữa. 2. Những người đã có tai tiếng quyệt nợ thì không nên cho mượn. 3. Những người siêng ăn nhác làm lêu lồng, cờ bạc, rượu chè, hút sách, sĩ diện hão thì không nên cho mượn. 4. Những người lâu nay không qua lại gì tự nhiên kết thân thường tới lui quà cáp, cà phê, tỉ tê, vô thả tim, comment, like bài trên Facebook, TikTok, Zalo. Rồi tiến tới mượn tiền thì không nên cho mượn. 5. Người mượn tiền theo kiểu gây áp lực cố đấm ăn xôi, rạch mặt ăn vạ như đã nói trên thì không nên cho mượn. 6. Không nên cho mượn theo kiểu bắt chẹt thấy người ta quá cần tiền nên dồn họ vô thế bí cho vay nặng lãi, bắt người ta thế chấp tài sản để hòng chiếm đoạt, hoặc nhắc tới nhắc lui để họ phải mang trọng ân rồi sau này tìm cách bắt họ phải trả ơn lại nhiều hơn. 7. Không nên cho mượn theo kiểu kiết cho như Phật dạy là cho rồi tìm cách lấy lại nhiều hơn. Đó là khi thấy người khác có tiền đồ sáng lạn, sắp thăng quan tiến chức có mối làm ăn lớn thì họ lân la tiếp cận làm thân tìm mọi cách giúp đỡ, cho tiền, cho mượn tiền rồi chờ khi người đó có quyền, có tiền thì tìm cách nhờ vả lại, mượn lại, xin lại gấp nhiều lần. 8. Khi cho mượn tiền nên hỏi rõ khi nào trả để mình dễ đòi nợ, đến hạn mà chưa thấy trả thì phải nhắc họ để họ khỏi quên và nếu họ chưa trả được thì phải hỏi và chốt được thời hạn trả nợ tiếp theo. 9. Khi cho mượn số tiền lớn mà không có tài sản thế chấp thì phải cân nhắc cho kỹ kẻo tiền mất tật mang. 10 khi đã cho mượn mà đòi không được thì chấp nhận buông xả xem như xui xẻo quán tiền bạc phù du vô thường vô ngã và nhân quả vay trả trong hiện kiếp hoặc trong tiền kiếp nên vui vẻ buông bỏ quên đi cho đầu óc thanh thản người đi mượn tiền để sống rồi quỵt nợ không có lòng tự trọng là người không có danh dự họ không biết thương mình họ tự trà đạp lên danh dự của mình họ bán chữ tín của mình để sống thì trách sao người khác không khinh khi coi thường coi rẻ mình nên họ dần bị bạn bè người thân xa lánh như tránh cùi tránh hủi cuộc đời chỉ có đen tối và khổ đau Họ mang nợ đời thì kiếp này phải trả không bằng cách này thì bằng cách khác phải sống chui sống nhủi không dám nhìn lên. Đến kiếp sau bị người ra quyệt lại, làm tôi tớ, làm cho ngựa kéo cày để trả nợ nhân quả mình đã vay. Người cho mượn tiền vì cả nể, lọt lòng mà cho kẻ không đáng mượn thì mất tiền, mất bạn, mất người thân quen. Làm ơn mắc oán vì giúp người không đúng cách như đem hạt giống tốt gieo trên đất khô cằn chẳng thu hoạch được gì mà mất luôn cả hạt giống và công sức gieo trồng. Cho nên, chúng ta hiểu rõ để ngăn ngừa để tránh làm khổ mình làm khổ người và làm khổ cả hai kính mong cả nhà góp ý thêm về vấn đề tế nhị này nếu có gì sai sót cũng xin cả nhà hoan hỉ bỏ qua cho trân trọng kính ghi và sẻ chia